Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Đức Vlog. Thì hôm nay em sẽ đi đổ phô VinFast VF5. Vì lý do tại sao mà em lại đổ phô thì đơn giản thôi, làm nó phô của VFC VF5 nó hơi bị dằn. Do cái độ rebound lên của phuộc nó chưa được tối ưu thì mình lại tiếp tục mình kiếm đồ chơi mình chơi tiếp, nó không còn cảm giác tưng nữa khi mà chúng ta đi ở những con đường nói chung là hơi bị gồ ghề một chút xíu, hoặc là qua những con lương thì nó sẽ không còn cái cảm giác đó nữa ha. Thì cũng là một cái gara quen thuộc với mọi người thôi, quen thuộc với lại em từ trước tới giờ. Gara Minh Tuấn Auto, còn miền Bắc thì có gara Minh Lý Auto. Thì đường link của Google Maps và số điện thoại của hai cái chủ gara này thì em sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người cùng nghiên cứu, và mọi người em sẽ hướng dẫn mọi người lên luôn cái đường Hiệp Bình. Trên năm cái đường Hiệp Bình có cái hẻm nó đây. Rồi chúng ta hẹo vèo, chúng ta rẽ vào, rẽ phải vào hẻm 59. Đấy. Rồi ta lại đi thẳng vào tới cuối đường. Gara Minh Lý thì dễ kiếm hơn qua đường mặt đường đường lộ. Còn gara Minh Tuấn thì nó nằm ở trong con hẻm này. Rồi đó, mọi người thấy nguyên một dàn xe VinFast nằm ở trong không ạ? VF9 nè, VF8 nè, VF5 độ full nè. Rồi, ôi, toàn những gương mặt thân quen. Ok, rồi chúng ta tới rồi. Sẽ bắt đầu hành trình độ tới. Rồi, mọi người cùng xem thử em độ VinFast VF5 như thế nào nhé. Vậy nhé. Ok, đây là cái phục này là phục zin của hãng, nhưng phục này là phục mới nhá, mới hoàn toàn nha. Phục mới hoàn toàn thì mình trước mình bị sự cố tai nạn đó thì mình thay hết nguyên cặp phục mới luôn cho nó chắc, nhưng mà theo cảm nhận thì nó cũng chưa được ngon. Dù đây là phục phụ tùng nhá, phục mới phục phụ tùng nhá. Đây là như mọi người cũng thấy nè, đây là hai cây phục. Cây phục bên tay trái của mình là cây phục của hãng, và cây phục bên tay phải của mình là cây phục độ ha. Giờ về chiều cao mọi người có thấy đây, hai đồng tâm hết rồi ha. Thì chiều cao của cây phục độ nó vẫn có chiều hướng là cao hơn phục xin một chút xíu, nhưng mà cao hơn khẩu độ ốc nha. Đó là cái thứ nhất. Rồi mình coi thử cái độ rebound của hai cái phục nha. Rồi kịch nha, giờ bung lên nè. Đấy, cây phục độ, cái độ rebound của nó sẽ nhanh hơn cây phục của hãng. Phục này là phục mới nhá, đợt trước mình cũng thay là phục mới hết luôn nhá. Nguyên hai cây phục sau là phục mới, nên cái phục sau này mới chạy được có khoảng 2.000 cây thôi. Nguyên cặp phục sau mình thay mới hết. Nên là mọi người có thể thấy là cái độ rebound mình quan trọng nhất là cái độ rebound hồi nó phù hợp với cái lò xo. Lò xo phục sau của hãng. Đấy. Đây. Thì hành trình nó sẽ dài hơn của hãng một xíu, và độ rebound của cái phục nó sẽ nhanh hơn, nhanh hơn so với cái phục sim. Rồi ok, cái phục đã xong. Thì em sẽ đi test cái cung đường cực kỳ quen thuộc của em là ngoài quốc lộ 1A.
và có những cái đoạn gờ và những cái khúc cua nó đạt tiêu chí của em để em test, là từ suối, từ quốc lộ 1A về cầu vượt Suối Tiên. Thì cái chỗ cầu vượt đó nó có một cái đường cong xuống thì nó rất là gắt đấy, thì em sẽ test vào cái được cung đường đó cho mọi người cùng coi thử cái độ quăng đuôi của VinFast VF5 nó còn hay không nhá. Thì như mọi người cũng đã biết, lý do tại sao cái phuộc của hãng nó sẽ khác với lại cái phuộc độ là về cái độ rebound. Hiện tại cái phuộc của cái lò xo của VinFast VF5 thì cái độ rebound của nó giật lên nhanh quá đấy, gây là còn cái phuộc nó chậm, nên là gây hiện tượng nó mỗi 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 khi mà mọi người qua cái con đường xấu á thì nó giằng bật 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 bật, nó nghe cái phuộc giống như là mình bị cái lò xo nó kéo cái phuộc lên nhanh quá đấy, nên là mình nghe nó cái tiếng nó lọc cọc ở cái phuộc, là vì lý do là như thế. Thì em sẽ test hết tất cả các cung đường và bo cua gắt coi thử là cái độ quăng đuôi nó có còn nữa hay không, nó đã triệt để khoảng bao nhiêu phần trăm và còn bao nhiêu phần trăm, thì chắc chắn cái cảm giác của nó sẽ khác rồi, đương nhiên cái điều đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà mình cứ test thực tế xem thử là cái độ rebound tất cả mọi thứ nó có ok hay không đấy nha mọi người nhá. Rồi khi nào tới gần địa điểm đó thì em sẽ quay clip tiếp. Cảm nhận đầu tiên khi qua hai cái mố cầu, hai cây cầu là nó đã khác hẳn so với lại phục sinh rồi ha. Về cái đầu tiên nó là cái tiếng lọc cọc là đã không còn rồi mọi người ạ. Cái tiếng lọc cọc khi vào gờ nhanh á là đã không còn, nó nhỏ hơn rất là nhiều so với phục zin của hãng. Cái thứ hai nữa là cái độ triệt tiêu dao động của xe nó đã cải thiện hơn rồi. Đấy. Ô. Mọi người vừa thấy nghe qua cái điểm G không ạ? Điểm G nó đã khác rồi ạ. Điểm G giảm tốc của trên đường không? Nó đã khác rồi. Wow, phụ này ok nha, đáng độ nha. Nó đã khác rồi, nó khác rất nhiều rồi mọi người. Theo em là thấy là nó khác rất nhiều rồi. Ok. Một cái cảm giác thứ ba nữa. Một cái cảm giác thứ ba nữa là cái cảm giác vô tốc. Thường thường vô tốc á mọi người sẽ thấy cái xe mình nó hơi chờm một chút xíu đúng không ạ? Nó hơi chờm. Nó hơi chồm 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 cái đầu lên chút xíu á, thì cái độ phục này nó hạn chế đi cái độ chồm đấy. Khi mà mọi người tăng tốc đột ngột thì nó sẽ giảm cảm giác, kiểu như là giảm cảm giác bị xô về phía sau hơn một chút xíu. Tại vì cơ bản là cái phục nó đã nâng cái đít, cái phục, cái hành trình nó dài hơn, cái hành trình nó dài hơn chỉ cần một phân thôi mọi người ạ. Một phân thôi nó đã khác rồi đấy, hành trình ti phục nó dài hơn thì cơ bản là cái đít xe mình nó sẽ được nâng thêm một chút xíu. Hành trình của ti phục độ này nó sẽ cao hơn ti phục zin là khoảng một phân, 1 cm đó, 1 cm đấy. Là nó đã, đối với một con xe thì nó chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi thì cái cảm giác của xe nó đã khác biệt rất nhiều rồi.